Em du lịch ở sang châu Âu. Đừng tháng chỉ có 5 triệu mà em mua hẳn một căn nhà lầu. Đừng tháng chỉ có 5 triệu đồ hiểu em đây không thiếu. Đừng tháng chỉ có 5 triệu mà là em khởi tất cả bao nhiêu. Hôm qua em đi vô ba có 5 triệu mà em du lịch ở sang châu Âu. Đừng tháng chỉ có 5 triệu mà em mua hẳn một căn nhà lầu. Đừng tháng chỉ có 5 triệu đồ hiểu em đây không thiếu. Đừng tháng chỉ có 5 triệu mà là em cởi tất cả bao nhiêu. Hôm qua em đi vô ba mày ngồi cùng bạn gì hút xì xa. Ông ấy chỉ là đại gia mà gửi tặng em bài cọc đố ra. Tuân thủ cuộc sống tao hà mà mở bánh ti ở trong villa. Vui thôi không cần phải nghĩ bánh ti các thầy ở trong hoa ly. Ăn chơi sống bay chiều ngày mình đã vượt qua thì phải đã vậy. Get in ở phương trời tay mà vài ba câu để up lên pay. Lao động chính là quan vinh mình là cái sân phải biết đưa đẩy. Và khi ăn bay phải làm bằng tay mà uống không say năm nay không gãy. Thứ em thích là Audi, túi em mang phải là LV. Xe em đi có hiệu Bentley mà dạy em mang có tên Gucci. Em thích du lịch sang Mỹ mà ngồi nhâm nhi ly trà Cali. Mà đến với em tất cả tinh phí thiết lý như một cuộc thi. Phải biết con chiều mà gửi đại gia mua dùng đồ hiệu. Đêm nay hai ta gặp nhau mà hai ba ly nào ta cũng chiều nè. Đương lẹo là môn đương khiếu mà tung xin chiêu. Em phải chung chiêu chung chân màu trong ngân phiêu. Khấu chờ chứ phần ngân phiếu. Không có làm mà đòi có ăn mà thì ăn. Không có làm mà đòi có ăn mà thì ăn mất. Tôi sẽ thích được làm nên thơ là gái ngoan từng bị dụ dỗ. Mình luôn kháng khẩu đúng người đúng chỗ. Mình luôn cái chuyện cái mặt hiền khô à. Nói câu em đi nghĩ xấu càng mở sổ cần vài nghìn đô. Tin là em gãy vài chục số. Mà cố gắng này coi như gãy cổ. Có tiền thì được làm việc thừa.
tiền đừng tiền thẳng tiền và được chơi ra khơi đơn giản, mà chỉ cần anh có tiền là thắng, không cần lời nói câu sắc khôn ngoan bị anh làm chó. Mà khi không có tiền trong tay đẹp thì si ra toàn tám đó. Đừng tháng gì có 5 triệu mà em du lịch ở sang châu Âu, đừng tháng gì có 5 triệu mà em mua hẳn một căn nhà lầu, đừng tháng gì có 5 triệu đồ hiệu em đây không thiếu, đừng tháng gì có 5 triệu mà lời em cởi tất cả bao triệu. Chụp ảnh như phố Dubai sánh vai cùng các anh tài, anh thấy là mướn 5 triệu mà mua đồ hiệu tận đến Dubai. Các tiền sơi của ngành đầu thai chụp tiền tạo nên thần thái, mà còn em là thân phận con gái mới dạy các anh là cách đầu thai. Say hi đi cùng các anh mà để có tiền mua son và phấn, đồ hiệu khi vừa mới ra mà chỉ có việc đi săn và đón, chỉ cần than thở về câu hàng hôm qua làm sao nhóm tới mới thì lập tức sẽ tối nay ra mà cho xí đi vì tiền tỷ đóng là tuổi em thích là Fendi. Tụi em thích là Fendi, áo em mặc là Burberry. Lúc hoàng em lâu vờ xa xây mà em đam mê làm bố khí đi. Lên mạng nói chuyện đầu lý mà khoe có nhà nằm ở city. Chúng được khoe anh cũng tự mà em bán đi lên mạng đi thi. Thì buổi làm ăn khó khăn, em chuyên luôn bán hàng đa cấp. Mặt hàng của em kinh doanh mà rẻ hơn thị trường gấp 3. Vậy mà hôm trở thành tỷ phú mà nhiều chắc con đường khởi nghiệp. Còn trước trên gia trùng kia mà bay hôm sau đang gọi điện ơi. Ôm hàng gặp đắng lúc cay mà còn chỉ câu cãi xa bay. Thì công sức mấy em bỏ ra mà chỉ ngồi không được hơn mấy ba. Không có làm mà đòi có ăn mà thì ăn mức ăn mùi nhùi. Đám tâm lý mấy em mới đến mà tin đây chỉ đời đen thui lui. Đạo lý làm người của em mà cố đứng kèm con tem mà xấu. Chẳng dạy cách sống chân lý mà tính phí không bị đủ lá. Sở hữu đồ áo cu mô cầm đồ nghĩ xấu đi xấu là tôn trọng hay biết chuyện to mà tiền cả kho chắc đầy đồ mỹ. Tháng chỉ có 5 triệu mà em du lịch để sang châu Âu, đừng tháng chỉ có 5 triệu mà em mua hẳn một căn nhà lầu, đừng tháng chỉ có 5 triệu đồ hiệu em đây không thiếu, đừng tháng chỉ có 5 triệu mà lời em cởi tất cả bao nhiêu. Để tông đường mà đi tham quan là khu ăn chơi ở vùng biên giới, là nơi ăn chơi xa đọa đốt tiền của các ăn chơi. Mà có con phố nhỏ đèn màu, các ông quan vẫn thường lui tới. Mà các thiếu gia lắm của nhiều tiền mà hay cũng cả ở khắp mọi nơi. Muốn ý kiến mà ở đây đây thì bỏ tiền lên mặt trước đi. Mà chơi xong thẳng đi bằng tiền cười mà ganh đua như một cuộc thi. Ông chủ cái phố đèn màu mà tao thường nhắc là dùng bi. Mày nhớ thanh toán trước khi ra chạy mày nếu không muốn trở thành phương đi. Nếu đã bước đến nơi đây chỉ quan tâm là đến tiền lương, mà các thiếu gia khi đến mua vui khi trên tay cầm nhiều cân lượng. Đi con xe bản số bạc triệu nhưng cậu ấm ở vùng biên cương, không ăn to và nói lớn khi bộ nổ đang giữ chức tướng. Từng lúc đó cũng phải cân ký mà để thằng con đốt cả chục tỷ, mà toàn phần lớn phải gia chi tử mà mua vô thiền để mở bạc ti. Ăn chơi còn với chuyên gia mà giữ sĩ diện chơi đồ xa xỉ, mà nhìn bề ngoài ra vẻ nghi tư mà chủ đừng gây buôn bán mà thủy lượng. Hết cái phố đang màu mà ta ghé thăm sòng bạc bên cắp, là nơi dân chơi đổi tiền sau những phi vụ phạm pháp. Sông bạc lớn đã bỏi một ngày trên nghìn người đã bút ra vô, nhưng phía bên trong đã có tiền trù nắm hết cái phần tỷ số. Cái bàn nằm ở đây đây trong trời vô thể lắc cơ, hy vọng gửi lại phần vốn mà thì chuyện đó chỉ trong giấc mơ. Có giấc mộng mà đi làm giàu thì mày đã quá ngây thơ, do cái tánh mày quá tham lam nên chỉ trở thành con này. Và bàn nhau chăm lo cho việc xuất khẩu, nhưng sự thật là ngồi bên kia các chi nhánh để buôn đồ lậu. Muốn bố ráp mà phá đường dây mày thì chuyện đó đi còn rất đâu. Để danh tiếng mà là doanh nghiệp làm thúc đẩy lên nền kinh tế, mà là doanh nghiệp mà rất gương mẫu, mà tạo điều kiện cho người làm thuê, làm công tác mà đứng từ thiện, mà dẫn chuyến hàng mà rất chi tệ, sắp xếp hết mà theo thứ
tự hàng được chuyển với dạng dương thể có hùng khí để giàu bị tôm hay khi đã nó giàu bột ngọt cứ ung dung ta tải hàng đi chứ cần gì cái việc đúc lót và chục chiếc xe từ thiện qua mặt quan này đều chót lọt mà ta cho quà rồi ta nhận tiền mình chưa bao giờ gây hàng thích thót có tài khoản ở nước ngoài vốn và có nhiều ngân lượng ganh đúng khủng mà nhân cuộc sống thức gian gì đây không buồn được quán xin hết mà trong lẫn ngoài cuộc sống như một âm tư cách đấu ngân và sự thế khéo léo hơn trung nguyên chương có em úng mà đi tu phí mà từ quán lớn cho đến quán nhỏ cách ăn chia mà theo phần trăm mày phải chung chi đi khỏi nhân nhỏ đến cuối tháng mày thì phải đóng đúng phân sự mày khỏi cò mò mà đừng có ngu mà đứng kể lại khỏi đóng phí thì mày làm to chính mắt tao mà đã chứng kiến mà đến bóng nhà đi đốt khách sạn mất ông chủ cái quán mát xa mà rơi xuống đường từ lan can đến đất sập như một quán bar chỉ một đêm cho tới sáng mày muốn chống mày với bốn gà mà khá giả cậu cả có nhiều ngân phiếu ha cậu cả là cậu cầu con khẩn cậu cả cái chơi để cầu khẩn cậu cả lớn lên cậu cần đậu cậu cả sinh ra là thắng lớn lên trong sự giàu sang giàu ngang ở trên vạch mức thì cái kho cứ ăn mặc thức chứ cần gì thức lo chuyện mực sách nè khoác tài sánh vai chủ cả mà không sợ ngã vì cậu có đô la phán xanh vào trong cô ca mà ngồi sofa hô la cần tiền alo sao mà già cái cho mà dùng sắp dù có khắp cậu cả cái chung chi cứ tiền ra đi cậu mà tỷ thí trả phí cùng mấy em đi chung cậu cả không tính chi để cậu với nhiều lời nói thị phi nè cậu quen với cách chung chi tính phí bao xanh nói tùy uy nè money city party paris fendi lv burberry Gucci, người gái ở trong villa mà bỏ đô la ở trong vali. Cậu thích cái hàng xa xỉ để phun tiền tỷ để lái Bugatti. Những hành vi khi tiểu suy nghĩ phải chung bằng năm bằng tháng
cái án của cuộc đời mày là phải mời làm giàu cho người khác. Mà lời của đồng tiền này nó khiến cái thiện trở thành cái ác. Đừng nhìn cuộc đời một màu u tối, hay nghĩ là nó màu hồng. Đừng sửa sai bằng lời sám hối, cái thứ nhận lại là viên kẹo đồng. Thiện ác do tâm mà ra, đừng đặt quá nhiều quy tắc. Cuộc đời là những chuyến đi xa, mà đừng để nằm trong song sắt. Phải quyết đoán cho cuộc đời mày, đừng để mọi chuyện nói quá mông lung. Đời không cho thời gian quá nhiều để mày nhận ra đâu là sai đúng. Hảo hán làm gì đó chính là khi mà thắng không kêu mà thua không oán. Đừng mang những lời thị phi vì lòng người thường hay đa đoán. Nó luôn tìm cách để chia mày xuống khi thấy mày có chút đỉnh tình công. Mày đừng có làm theo ý nó muốn, mày hạ những ngân bận lòng nghe chán đời không.
mang thêm khổ đau. Bao lệ rơi nhưng không dám lau. Em đã bên ai kia còn đâu. Chẳng mong em yêu anh thật tâm, chỉ mong em không thương tổn anh. Yêu hận dây dưa sao dẫn đây, lừa buồn xưa ghi trong lòng anh. Giả như không yêu anh thì em không hứa hẹn cho bao ngày sau. Gieo vào trong anh bao ước mong, nhưng đến đây anh như tìm rừng. Lòng anh đang bị thương thì sao, đêm khổ đi từng thứ thì sao. Em vội bên ai như thế sao, em săn môi tim anh vậy sao. Hồi ức khi xưa không thể quên, anh muốn đoạn tuyệt bao chuyện xưa. Mỗi khi anh ôm bao trái ngang, thì anh trốn trong tim mất rồi. Nhiều năm sau hai ta gặp nhau, anh ước nguyện hai ta là bạn. Chúng ta tuy không như lúc xưa, chỉ mong ta hỏi thăm đến nhau.
nói đi tìm ai, rằng em đâu hay biết khi mà đêm ghé ngang qua nơi này tan thành mộng mơ. Nắm tay nàng đời như thơ, dịu em khi thấy em ngày ấy xanh ngát trong cuộc đời, gặp em trong giấc mơ mơ tôi đã rơi trên mắt của người, tận dòng tim nhắn kia chỉ để thay nụ cười và được cùng em vui bên cuộc đời, vì anh đã say đắm trong em nhau từ bao lâu rồi. Thank you.
phía sau anh. Quay lại nhìn em để thấy em quan trọng hơn bất cứ ai. Quay lại đau khổ mắt em và nói yêu em. We'll be right back.
Anh sang lấp lánh cuối trời.